Sáng nay đi vòng vòng một vòng một cái vườn hoa Phan Thiết Cửa, vườn hoa Phan Thiết Cửa đây hiện nay là bà con người ta bán là rất là đông luôn. Cái năm nay dùng lại đây đây là hoa vàng cỏ hai màu và hoa vàng cỏ ba màu, hiện đây là đang chở tới nữa. Có làm YouTuber mày? Làm giờ YouTuber. Hả? Làm YouTuber. Đang YouTuber. Mày đây tên gì đó? Tôi là Quyết Thắng. Quyết Thắng. À, Quyết Thắng. Anh này Quyết Thắng cải lương, là Quyết Thắng mà có cải lương đó nữa là tôi. À, Quyết Thắng cải lương hả? À. Mà quay quay mà chữa mặt tao giang nhé, mặt tao xấu mà mày. Xấu gì đâu đó. Mà có rau đẹp ghê không, quan trọng có cái là rau đó ông cụ à, đó thấy không, tuổi giờ này mà có rau nó mới là quý. Cái gì Quyết Thắng qua nữa, Quyết Thắng cải lương. À, em có hát cải lương không? Mày sợ quên chứ. À, quên gì đâu, Quyết Thắng là cũng Quyết Thắng lên. Tuổi già hay quên. Đúng rồi, tuổi già hay quên đó. Nhưng mà tiền mày sao mà không quên? Cái chuyện lạ đó nghe, chuyện đó là chuyện lạ. Thôi đi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy à? Trời ơi. Còn mấy chục giây? Còn chưa con trai mà. Mày trên năm mấy? Hả? Trên năm mấy? Giống là không nói à. Rồi, thử coi so cái bằng, thử so cái bằng tuổi tôi không? Năm tám. Vậy thua tôi nhiều hả? Phải không? Tôi nè. À, ông làm YouTube không phải đẹp trai hơn tôi chứ. Đẹp trai gì đâu, nhưng mà tôi 72 rồi. 72 hả? Ờ. Anh thấy tôi 72 rồi đó. Tôi dân lao động mà thì tôi cũng lao động vậy. Ai mà trong bữa lên đâu dày em mang vô phải dày, trời giờ này mà đâu dày, tết như có đâu dày, ta con đôi là đâu dày làm YouTube mà cái này là nông dân này mang cái đó vừa rồi, mà tôi làm cái đó là tôi mang cái này nó khó. Anh em vui vẻ nghe. Rồi đi dạo dạo một vòng hả con, qua rất là đẹp. Đẹp chứ, đẹp mà đều mình mà bán nhiều quá không biết mua của ai đây nè. Mua ai mà người trời, trẻ dài gì mà giá hữu nghị là mua chứ, đợi giờ không lẽ mua trẻ không à? Bông mà. Bông nào tôi thấy cũng đẹp hết. Bởi vậy. Bây giờ mà có nhìn cũng thấy không, tại vì biết có trang Covid đó, Covid nó làm cho con người hư hết. À, Covid này. Bông này chắc cái gì? Lại. Quệ đỏ hả? À. Rồi, nãy giờ. Má công về tao cắt khúc chỗ đó tôi để dành nữa. Chắc mà thấy cầm cái này là biết rồi. Mày quay nè, quay hết. Quay hết cả vườn bông này luôn à. Bông rất là đẹp ha. Này bán mấy lâu rồi? Dạ bán tới tối rồi chú à. Bán tối hả? Giờ bán tới ngày 22/28 là hết. Bông nào cũng đẹp hết. Đây là đẹp rồi chú rồi. Hả? Ồ cái đó. À cái đó mới đẹp á. Cái này bông gì hả? Cái này là bông ly này từ ở đâu xuống đây Đà Lạt xuống hả? Này ly ở đâu hả? Ly ở đây. Đà Nẵng có ly nữa hả? Này trường trường ở Đà Lạt là có ly là nhiều lắm á. À chậu. Đẹp quá hả? Đủ màu luôn á. Ở đây mà bà con mà không thấy cái ly này mua rất là uổng nha. Chắc hình như là chắc bà con người ta cũng chưa đi tới nhiều á. Đúng rồi. Ở trên Hồng Thái. Dạ, Hồng Thái. Hồng Thái Bắc Bình. Hồng Thái Bắc Bình ở khúc nào trên đó bán hàng trên đó mà.
Thái Bình. Thái Bình à. Ừ. Thì tìm chủ nhiệm Nguyễn Chí Thắng là Thái Liền. Không bán tới bỏ rồi. Hả? Trời, bán dữ hả? Coi như là chạy xô á hả? Đâu, thì bà số là bán hoa cúc. Ủa con bán với số hả? Ủa quên con bán bông hả? Hả? Mẹ cha hả? Ba hả? À, ba. Rồi cha cha đi bán với số bán bông hoa được hả? Còn tới còn đứng đôi lấy nón ra, lấy nón xuống đây là chậu tắc. Rất là đẹp mà, nhưng mà bây giờ là nó màu xanh như vậy chứ còn vài hôm nữa coi như là nó chín vừa là trúng Tết luôn á. Quá đẹp không? Đẹp không? Để mà lấy cái mỏ này xuống thử coi. Lấy cái khẩu trang xuống đó, thấy chưa? Ô, qua này qua gì à, cũng biết qua gì hả, chỉ có bán là thấy nó đẹp là bán hả? À, chú cũng thấy qua đẹp vậy mà không biết qua gì. Khá là đẹp. Đây một vườn hoa nữa. Cái này hoa này ở đây chứ không phải hoa trên Đà Lạt trở xuống hả? À, hoa ở ngoài Tiên Phong với lại Bắc Bình đây hả? Dạ, Tiên Phong à. À, Tiên Phong á. Ủa, chơi như cái hoa kia á? Cúc hả? À, cúc á. Cúc đó chắc ở Đà Lạt đâu, chơi xuống Hà Bình Định chơi vô. Hả? Quảng. Quảng hả? Anh nói là ở Quảng. Xa ghê hả? Từ Quảng mà chơi vô đây bán, xa ghê hả? Đâu, ở mình đi mua ra về đó mua chứ. À, thì ở mình ra đó mua trở về. Dạ. Đây là một cái quang cảnh của khu trung tâm văn hóa dục thể thao của huyện Tiên Phong, không biết cửa lên thì nó nhiều từ từ.